Tao không nhìn thấy mày. Thôi kệ. Tao chỉ sang hỏi xem mày khỏe không thôi. Ai được ăn một mình một cái đùi gà đâu mà biết. À, ai chả biết là tôi đang thèm bún ốc mà còn không có bún ốc mà ăn. Có. Thôi, chim cút đi hai đứa mày, chim cút đi, tao giải quyết nốt mấy việc nào. Nhân, đặt nhắc lại một lần cuối cùng nhá. Là cái mối quan hệ của Vi mình sẽ không quan tâm. Nhưng mà mình không muốn bị mang ra để so sánh bất kỳ ai. Được chưa? Và mọi người cũng đừng làm gì để Đạt bị lôi ra để so sánh. Là thứ nhất. Thứ hai nữa, cái việc của mình và chị Thảo. Mình và chị Thảo là mọi người đừng có nói là ấy, bởi vì là hai chị em đã thống nhất rồi thì mới mới làm. Và ba nữa. Và ba nhé mọi người. Và ba là việc 400 triệu. Việc 400 triệu thì Đạt nói luôn là Đạt đã nói rồi, Đạt sẽ không lên tiếng và không giải thích, vì những người xem thông minh người ta sẽ hiểu là ấy, thứ nhất là ở TikTok lạp vào bao nhiêu đôn cho ai sẽ có thống kê hết. Thế vì sao mà không nên đối chất với Đạt? Vì sao không bỏ những cái đó ra? Ok, chị nói là nạp tiền chị không biết. Ok, khi nạp tiền, chắc chắn là khi nạp tiền là thẻ ngân hàng sẽ gửi tin nhắn về điện thoại là thứ nhất. Đúng không ạ? Về cái số đăng ký là thứ nhất. Ok, Đạt bỏ qua hẳn cái đấy luôn. Đạt hướng rồi chị nói là những cái sao kê đấy bị Harry xé đi rồi. Ok, Đạt bỏ qua luôn. Được chưa? Đạt bảo chị một cách như này này. Chị vào TikTok, phần lạp xu có từng ngày từng giờ chị lạp bao nhiêu, chị lạp bao nhiêu là có ở trong đó, người ta sẽ thống kê, không bao giờ người ta xóa cả. Còn bảo Đạt là rén hay bảo Đạt là cái gì Đạt không quan tâm, hoặc là bảo Đạt giải thích đấy, Đạt chỉ nói ra những cái quan điểm của Đạt thôi. Bây giờ thật sự là Đạt cũng không biết cái chuyện gì, không biết cái chuyện gì đang xảy ra mà bắt Đạt giải thích, thì Đạt giải thích cái gì, đúng không ạ? Bây Đạt bảo là bây giờ Đạt cần những người ở trong cuộc lên tiếng, ai là người tạo ra vấn đề thì người đó phải lên tiếng, đúng không ạ? Đúng không? Bây giờ nhá, ở trong TikTok nhá, là cái phần nạp xu là có lịch sử nạp xu, là bạn nạp bao nhiêu, bạn nạp một xu nó thì người ta cũng có lịch sử nạp xu của bạn. Và hai nữa, bạn đôn cho ai, đôn bao nhiêu, tên là gì, ID là gì, cũng có luôn lịch sử đôn. Được chưa ạ? Đó. Lên nào, Đạt mới nói là thế, Đạt mới có một nói một câu là ăn bậy thì ăn được, còn nói bậy thì không được, là như vậy. Bởi vì là cái gì đã liên quan đến tiền bạc hay liên quan đến bất kỳ một cái gì đều có hóa đơn và ấy hết. Chứ không thể nào mà người ta là một mạng cộng đồng rất là lớn. TikTok là một mạng cộng đồng rất là lớn, người ta rất là uy tín. Chứ không phải là cái thứ mà chị thích nói gì thì nói, hay chị thích vu oan giáo họa cho ai thì vu oan giáo họa. Và hai nữa là chị nói là Harry vu oan giáo họa cho chị, cho mẹ là buôn bán ma túy, mai thúy gì đấy, để bị bắt. Thế chị chỉ có đi lừa trẻ con thôi, bởi vì công an người ta làm phải có bằng chứng, đúng không ạ? Phải có bằng chứng thì người ta mới bắt.
Còn nếu không có bằng chứng hoặc không có gì, thì bây giờ em cứ ví dụ em ghét thằng đạt còi chẳng hạn, em mà thấy ui thằng đấy nó buôn chất cấm đấy, bắt nó đi thì người ta cũng bắt nó à? Vô lý thế, đúng không ạ? Còn em nói thôi, em nói thôi nhá, nếu chị đưa ra được những cái đấy, bởi vì những cái đấy rất là dễ đến đấy, đúng không ạ? Những cái đấy rất là dễ đến đấy, bởi vì không xóa được, những cái đấy không xóa được, rất là dễ để cho chị đấy, chị chỉ cần đưa ra được, nếu đúng như lời chị nói thì em sẽ trả gấp đôi, được chưa? Em sẽ trả gấp đôi. Em thì em nghèo thật, nhưng mà em đã nói được nên em sẽ làm được, đúng không ạ? Em nói được nên em sẽ làm được. Còn các bạn cứ bảo là ai rảnh, ai rảnh bây giờ thì thế, thì nếu mà các bạn đã nói thế rồi thì mình cũng chẳng còn gì để mà nói với các bạn nữa, bởi vì là đúng không, muốn giải quyết một vấn đề nào đó thì người trong cuộc hãy lên tiếng đi, bảo đạt là được đô ăn trộm à quên cái gì à, con gái hay cháu gái của chị ăn trộm 400 triệu luôn cho đạt, cho đạt xin cái thứ nhất, đạt không cổ suý cho việc đó, đúng không ạ? Đạt không cổ suý cho việc ăn trộm. Thứ hai nữa là sự thật không như vậy. Thế vì sao mà chị lên đặt, sao không phải là người khác mà lại là Đạt? Mọi người đặt ra câu hỏi đi, sao không phải là người khác mà lại là Đạt? Đúng không ạ? Thật sự ra đạt được đô rất là nhiều, nhưng mà từ rất nhiều người, đúng không ạ? Đạt không nói là đạt không được đôn, thật sự đạt là một người được đôn rất là nhiều, nhưng không phải là ở một người mà rất nhiều người. Nhưng mà chị nói cái vấn đề đó là hơi quá, hơi nâng cao quan điểm một tí, nhưng mà thôi, nếu chị đã lên tiếng, chị đã nói đến như vậy thì chị cho em xin cái bill như chị nói, ắt em sẽ có cách giải quyết và em sẽ trả lại chị tiền, được chưa? Và chị cũng đang đánh lừa rất là nhiều người, như theo em tìm hiểu em đã biết là chị đang đánh lừa rất là nhiều người chị nhá. Nên là em nói rồi, một ngày chị không lên tiếng thì một ngày em vẫn còn nhắc lại, chứ không phải là đã xong đâu. Không phải im lặng như các anh nói về các vấn đề khác nhá, về các vấn đề khác im lặng ấy thì là người ta không tiếp mình, nhưng về vấn đề này em là người đã nói ra cách giải quyết cho chị rồi, nói cho cách giải quyết mà chị có thể, nếu chị đúng thì chị có thể lật lại em luôn, đúng không ạ? Cảm ơn Khoa, cảm ơn mọi người. Đằng này chị sai lè ra, chị nói điêu quá nhiều người nên chị không dám nên đối chất với em thôi. Còn nếu như một người mà người ta đúng ý thì không bao giờ người ta sợ, được chưa ạ? Không bao giờ người ta phải chịu im lặng mà chịu bị nói như thế mà không nên nói để cho rõ ràng mọi việc. Vì sao mọi người cứ bảo em, sao em không giải thích? Bởi vì là bây giờ giải thích, đúng không? Giải thích thế, giải thích nữa vẫn thế. Thế em đặt ra một câu hỏi với mọi người, chính ngày hôm nay em là người nên kêu gọi, em gọi chị lên đây để nói chuyện rõ ràng 3 năm rõ 10. Vì sao không nên? Bởi vì em là người trong câu chuyện, em muốn giải quyết. Vì sao chị không muốn giải quyết? Đó là những câu hỏi em đặt ra cho chị đấy. Và những tin nhắn của chị em cũng sẽ dần dần em sẽ sâu từng tin nhắn một lên cho chị. Vì sao chị nhắn tin với em? Chị bảo là chị không ám chỉ em, đúng không? Chị không nhắc đến em, đúng không ạ? Vì sao trên live lại là một nhẽ khác?
Vì sao? Ok kìa. Đúng chị. Thế vì sao chị không dám đối diện với em? Đúng không? Để cho nhiều người hiểu nhầm về em. Mà chị cũng không đính chính hay là chị cũng không có một cái động thái gì. Vì sao em vẫn cứ im lặng? Im lặng là vì gì? Người tạo ra câu chuyện phải là người giải quyết. Đúng không ạ? Người tạo ra câu chuyện đó phải là người giải quyết. Nếu không em cứ ngày nào em cũng lên like, ngày nào em cũng phải nhắc đến chị. Đến khi nào chị giải quyết xong việc này em mới dừng lại. Đấy em nói thật. Chị im lặng, cho chị im lặng thoải mái. Và em sẽ còn nhắc đến khi chuyện này kết thúc. Chuyện này kết thúc là gì? Là khi chị phải lên live với em. Chị nói rõ về mọi chuyện. Được không ạ? Mọi người đồng ý với em thấy không? Chứ em thì em không trách. Em không bao giờ trách những cái anh chị hoặc những cái bạn mà lúc nào cũng vào live của em là comment 400 triệu. Bởi vì là mọi người đang không hiểu chuyện, mọi người chưa biết rõ về câu chuyện. Nên em không trách. Đúng không ạ? Em không trách người đó. Bởi vì người ta không hiểu chuyện thì người ta... Đúng, những người đấy nhá, thật sự mọi người nhá, những người đó là những người để mà nói người ta thấy chuyện bất bình, người ta thấy chuyện bất bình thì người ta lấy lại công bằng thôi, người ta lấy lại công bằng cho người mà bị thiệt thòi, nên em không trách. Nhưng mà đấy chả qua là người ta không hiểu chuyện thôi, nên em vẫn cứ im lặng. Em không em không cãi lại người ta là như vậy. Nhưng mà ấy, bây đến ngày hôm nay em nói là nếu chị không giải quyết cho xong thì ngày nào em nhắc đến chị cứ yên tâm là như thế. Ngày nào em nhắc đến chị, nhắc đến em không quên đâu. Bởi vì là đã động đến uy tín của em rồi, em sẽ không quên nhé. Chị nhá, không phải chị nhắn với em một kiểu mà chị nói một kiểu mà để những người khác hiểu lầm em là không được. Thế thôi nhá mọi người, chỉ nói ngắn gọn thế thôi. Chị có thể vào TikTok, chị xem ở chỗ phần lịch sử là xu ấy. Đấy, ở đấy có thống kê hết ngày giờ và tặng quà cho ai là có hết. Nhưng các bạn, thậm chí các bạn còn nhắn tin cho em, chửi em, nhưng mà em không nói chung là em không trách mấy bạn đấy đâu, em không trách. Bởi vì chính họ là những người mà đang lấy lại công bằng cho người bị hại. Nhưng mà khi họ biết được câu chuyện đó, em dám tin. Bởi vì những người đấy nhá, mọi người cứ nghĩ mà xem. Người ta thấy chuyện bất bình, người ta không hiểu chuyện, nhưng mà người ta đang thấy chuyện bất bình là người ta muốn không cần biết là người kia là ai. Nhưng mà người ta thấy chuyện bất bình, người ta dám xả thân ra để người ta đòi lại công bằng cho cái người bị thiệt hại. Nhưng mà đấy chả qua là người ta đã không biết chuyện thôi. Còn khi người ta biết chuyện, người ta sẽ lại lấy lại công bằng cho em thôi. Nên mọi người cứ yên tâm và đừng cãi nhau hay đừng chửi nhau với họ. Bởi vì họ đang không biết chuyện, nên vì sao hôm nay em bắt buộc phải lên tiếng. Bởi chuyện nó đi quá xa rồi. Mà chị không lên tiếng, chị không đính chính hoặc chị không làm bất kỳ một động thái gì, chị cứ im lặng như thế, nên em phải lên tiếng. Bởi chuyện này là cái chuyện mà im lặng sẽ không giải quyết được việc gì. Im lặng sẽ giúp mọi người dần dần hiểu ra chuyện thôi chị ạ. Nên là tốt nhất là chị nên phải lên live, chị nói cho mọi người biết. Và chị lên live cùng em. Em cũng đã nhắn tin với chị rồi, nhưng mà chị cũng có nói là cái gì mà chị đợi đơn kiện từ em. Em không cần kiện chị, kiện chị làm gì cho mất thời gian của em. Mà cái ăn không nói có ấy, thì người đời người ta nhìn vào người ta sẽ chửi chị thôi. Chứ còn kiện
nói chung là kiện ba cái việc này thì nó cũng chả giải quyết gì. Và hai nữa, chị ở bên Hàn Quốc, em ở Việt Nam, chị bảo em kiện chị ở Hàn Quốc có thể kiện Việt Nam được nhá. Bởi vì ở luật ở Hàn Quốc ấy là có cái luật gì nhỉ mà người ta bảo vệ người dân đó nhá. Đấy, chị kiện đi, nếu em sai chị cứ kiện em, còn em không không thèm kiện chị. Bởi vì là em cứ để người đời báo ứng sẽ đến thôi mà, đúng không? Thôi còn em sẽ không nói nữa. Và đến ngày mai em chưa thấy động thái gì, em sẽ tiếp tục nhắc đến chị yên tâm như thế. Em mong là cái like này chị xem được chị nhá. Đấy, em còn dẫn dắt cho chị, em dẫn dắt cho chị cách cách để chị có thể lấy được thông tin, lấy được những cái mà chị có thể nên nói chuyện với em được. Nên là chị đừng có nói là bị xé hay bị gì hết ý. Bởi vì là ở trong đấy nó có hết mà. Xé làm sao được, xé làm sao được trong lịch sử TikTok. Xé bill ở giấy đấy chị. Em nói thật là ra ngoài kia em photo cũng bắt đầy. Nên là chị đừng có dơ mấy cái sao kê vớ vẩn của chị ra để làm cái gì. Ê, chị dơ sao kê này thì ai nhìn thấy được là cái gì, đúng không? Chị dơ thẳng ở cái lịch sử TikTok lên. Đây nha, em chỉ cho chị luôn nha. Đây em chỉ cho chị cách nha. Này, vào TikTok này. Đây này, tiếp tục này. Vào chỗ ba gạch này. Công cụ dành cho tác giả này. Đúng nhỉ? Đấy. Đây, em sẽ tìm cho chị. Có phần nạp xu nó sẽ có. Đây này, chỗ phần lịch sử giao dịch ý chị. Em không tiện dơ lên đây, nhưng mà chị cứ xem ở chỗ mà lịch sử giao dịch ý, là chị lạp bao nhiêu sẽ có ngày giờ. Đó là phần lịch sử giao dịch. Đây này, ở chỗ phần lịch sử giao dịch nhá, là có tất cả các loại luôn này. Chị hiểu không? Có tất cả các loại, ví dụ nhá, giao dịch mua xu này, đổi lấy xu này, đăng ký này, rút tiền này, thu nhập từ like này, thu nhập từ video này, phần thưởng này. Đấy, sẽ có tất cả mọi thứ. Nên là chị yên tâm là lên đấy là sẽ có hết. Được chưa ạ? Là bao nhiêu xu là có hết.